có nhớ có thương một người còn đây đêm cuối lâu thế nhỉ. Ngày nay đến phiên giả tiền mà con này lòng hoàng thật đấy. Đây rồi. Điên quá. Sao sao điên điên gì? Sao sao điên? Tưởng ngay này bùng như hóa ra là vẫn ra thì ra sao sao điên? Hẹn rồi. Uống gì? Đang điên này. Làm sao điên? Mọi khi tôi mà đi uống cà phê mà nhất là hẹn với cả ông là con vợ nó đưa ra mấy triệu để tiêu. Hôm nay thái độ điên quá. Chú không biết dạy vợ à? Chú quán cho chú cốc cà phê. À mà thôi. Từ từ đi, chết đói chứ khát thì à? Đặc biệt là điên lắm. Này. Đây Zippo đâu sao không mang bật lửa này? Lần nào Zippo rồi là Lupong ông cũng sơi một cái 5 cái bật xịn đưa cho ông rồi đấy. Ơi, mang ra để mất tiếp à? Ai lấy yên tâm. Sao hôm nay nhiều này, Họ than à? Than gì? Từ nãy giờ đợi ông, tôi uống 6 cốc, bỏ một đống trà đi rồi đấy. Hôm nay ai trả tiền? Đến lần ông trả tiền chứ còn ai nữa? Điên à? Sao tôi trả tiền, tôi tưởng là tuần sau mới đến là tôi chứ. Tuần này tôi trả 2 tuần rồi, tuần trước ông đã nợ rồi, ông bùng rồi. Điên quá. Tuần này là thứ lượt ông đấy. Rồi nhớ rồi, điên lắm. Đúng là sao đàng hoàng vào, không có anh em cũng chơi kiểu đấy được người ta. Lần sau nhớ mang Zippo xịn đi nhá. Này. Vẫn điên con này quá. Điên cái gì mà điên? Điên lắm. Việc nào ra việc đấy thì điên gì. Mà thôi nhá. Rồi tôi về tôi đi đón con cái đây. Hôm nay ông giả đi. Uống nhiều này ông giả đi. Hôm nay tôi có uống gì đâu. Tuần này là tuần của ông. Không, nhưng mà hôm nay điên. Điên việc của ông, điên tiền tuần này là tuần ông giả tiền cà phê. Làm gì có tiền mà giả? Cái đi việc của ông chưa biết là sao được. Lúc nay tôi chả kể với ông là đi con vợ nó không đưa tiền, nhưng mà khi nó đưa mấy triệu. Không quan tâm nhá. Tức là không sống đẹp với nhau không quan tâm cái việc là vợ đưa hay không nhá. Việc giả tiền là tuần này là việc của ông. Còn tôi không quan tâm điều đấy. Gọi thêm gì gọi, tôi về còn đi đón con đấy. Đợi mãi để ra giả tiền đấy. Tôi uống nhiều cái này xong bắt. Bẩn thật đấy, nó biết mình hôm nay giả tiền. Chủ quán, tính tiền của chú ấy là 185.000 đúng không ạ? 185.000 à? Vâng. Này, tiền mới đấy. Tôi lại cho tôi. À, không phải trả lại, cầm lấy, này có lọc. Cầm lọc. Này. Chú, tí chú mượn dâu chú quay lại thì đưa cho chú cái ví nhá. Vâng. Thế có phải... Cho mặt này gian lắm thôi. Cái này cứ cho chắc chắn thì đây cứ mất lòng trước được đằng sau. Đây niêm phong nhá. Vâng. Cái này coi như là niêm phong này nguyên này. Vâng. Chú không lấy đồng nào nhá. Vâng. Tí đưa cho chú vượng. Té. À đây rồi. Có thấy cái ví của chú đâu không? Đấy, ví của chú đây. À, hổ chuyện mày quá. Sao lại có gì này? Chú Hiệp chú vừa niêm phong rồi này. Phòng á? Vâng. Thế tiền cà phê bao nhiêu tiền để chú gửi? Chú Hiệp chú thanh toán hết rồi. Thấy nhục sợ lắm, chẳng lắm của. Không lấy tiền đâu ông thanh toán nhỉ? Cháu không biết, cháu biết. Nãy ông bảo ta là vợ không cho mang tiền đi cơ mà. Không, cháu biết, cháu biết. Thấy trả tiền rồi đi về nhanh lắm. Khốn nạn thật.